gọi cho vợ. Thì vợ lại nghĩ là ừ anh này anh trêu mình, cũng cho địa chỉ. Thế xong là em tìm đến nơi thì vợ vừa thò mặt ra khỏi cửa, em mới lại mồm em mới lại trúng chím cười, em bảo em có hạnh phúc không. Thế là lần đầu tiên gặp sau rất là nhiều năm rồi thì hỏi vậy thì vợ em cũng trả lời em có, trả lời hơi ngượng ngượng. Thế xong lên nhà chơi nói chuyện với nhau bình thường, thế là em mới chủ động là em cầm tay, em thấy cầm tay cũng cho cầm đấy. Em thấy là chịu rồi đấy. Thế là xong là tủ đi ra bãi đá sông Hồng á, lúc đi thang máy này em thơm một cái vào má, thơm một cái vào má luôn, thơm luôn. Lúc đấy là cũng chưa tỏ tình. Có bị giờ chống cự không? Có, lúc đấy có thấy hay là có gì không? Nếu như là bình thường thì phản ứng sẽ là như vậy, nhưng mà hôm đấy không hiểu tại sao đúng thì em lại đơ luôn. Đơ luôn không nói được gì mà chỉ đỏ bừng mặt lên thôi và chỉ cười ngượng không nói được câu gì ạ. Mà đó là cái nụ thơm đầu tiên đó phải không? Đúng rồi ạ. Em thì rất thích lãng mạn. Anh này sao? Anh này có lãng mạn không? Anh này có, cũng rất là lãng mạn. Thỉnh thoảng anh lên Hà Nội lại đến tìm em thì lại có một bó hoa. Những khi mà em không ở nhà ấy, thì anh sẽ mò thẳng đến lớp em luôn, đến lớp đến trường. Thế là mang hoa đến, nhưng mà đều là trùng. Hôm thì là trước rằm, hôm thì trước mùng 1. Thế bạn bè thì hay trêu. Trêu là hoa cúng. Mang hoa cúng. Dạ có, chúng em thì rất hay làm thơ. Thơ thì đối đáp nhau. Mà nói hay về nhau thì ít, nhưng chủ yếu là kiểu như là em thấy vợ mà đăng thơ lên Face hay là gì kêu ca thì nói chung là viết cái tút gì á mà em thấy không hài lòng hoặc là tiêu cực cái gì là em thôi. Tức là thơ bình luận luôn bằng thơ, hai vợ chồng đối đáp nhau luôn bằng thơ. Giống như mượn mây đẩy trăng á, đúng không? Không nói thẳng ra luôn á. Đúng rồi, khi tức giận hay có gì bức xúc cũng lại làm thơ. Cùng Vân và anh Quốc Thuận. Xin chào quý vị khán giả. Em tên thật là Trần Đình Diệp ạ. Em ở Bắc Linh ạ, năm nay là em 29 tuổi. Nè, đồng hương với tôi đấy nhá chú nhá. À vâng. Ừ, Bắc Linh chú ở chỗ nào? Em ở Yên Phong ạ. Yên Phong hả? Vâng. Chị ở chùa Dận á. À, chùa Dận thì các em mười mấy cây đó, chùa Dận á, trời ơi, đó gặp ngay ông đồng hương. Anh giới thiệu đi. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Trần Thị Luật, em đến từ Sơn La và hiện nay em đang sinh sống ở Bắc Ninh ạ, quê chồng ạ. À, theo chồng về Vinh đó phải không? Về Bắc Ninh ở Sơn La. Sơn La nhưng mà có biết hát quan họ không em? Em biết hát vài câu thôi ạ. Hát một vài câu đi cho nghe coi nào. Không khí lên coi. Ừ. Dạ. Ngồi rằng là ngồi tựa ý à, có mây màn ơi ơ thuyền là ngồi tựa ý à, màn thuyền ấy mây đêm là đêm mới hôm qua. Hay lắm bài này. Ngồi tựa màn thuyền. Bài này chị hát trong Neo Biết Đại Chiến rồi phải không? Ừ, đúng rồi. Luật nói là Luật làm công việc gì? Dạ hiện nay là em đang làm nhân viên bán hàng này, làm kế toán này, làm trợ lý này, kiêm bà nội trợ này, ô xin cho chợ. Quá giỏi luôn. Hai em là đi từ Bắc Ninh vào trong Sài Gòn tham gia quay chương trình này. Vâng, đây là lần đầu tiên em được đi máy bay và lần đầu được vào Sài Gòn ạ. Đó, quý vị thấy chưa, có như cặp vợ chồng đến từ Bắc Ninh xa xôi như thế mà đã vào đây mà tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Chính vì thế chương trình Vợ Chồng Son luôn luôn chào đón tất cả các cặp vợ chồng ở mọi miền đất nước. Cho nên là ai muốn tham gia là cứ mạnh dạn, cứ đăng ký tham gia để gặp chị Vân và anh Quốc Thuận là sẵn sàng là chào đón các bạn ha. Rồi, hai em lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Ngày xưa là vợ em là mới có học lớp 11 ạ. Thì vợ em lên trên Hà Nội này gọi là lên chơi thôi. Thế là gặp nhau lúc đấy thì biết nhau thôi ạ. Chưa có yêu thương gì nhau. Nhưng mà đi lên bạn lên Hà Nội rồi em cũng lên Hà Nội. Em là sinh viên ạ. Sau mãi nữa mấy năm sau rồi mới lại tiếp xúc nhiều thì mới thích. Thế còn em thì sao? Em thì có một ấn tượng gì đặc biệt đối với anh này không? Dạ, lần đầu gặp thì em có ấn tượng là nhìn anh này cũng thư sinh. Tóc lúc đấy là để tóc dài, đeo kính ạ. Lần đầu thì như vậy là ấn tượng rất là tốt ạ. Và sau đó em tấn công cô gái này bằng cách nào? Và một ngày mưa gió thì em cũng không có số điện. Và Facebook thì cũng là không kết bạn, hủy kết bạn với nhau. Thế là em mới tìm vào quán net. Vậy là tìm lục trong Facebook của vợ thì là thấy bạn của vợ thì gọi điện. Em có số của bạn này không? Anh là bên... kiểu như là đội thanh niên hay gì đấy cần số và cho số rồi gọi cho vợ thì vợ lại nghĩ là anh này anh trêu mình, cũng cho địa chỉ. Thế xong là em tìm đến nơi thì vợ vừa thò mặt ra khỏi cửa, em mới lại mồm em mới lại trúng chím cười, em bảo em có hạnh phúc không. Thế là lần đầu tiên gặp sau rất là nhiều năm rồi thì hỏi vậy thì vợ em cũng trả lời em có, trả lời hơi ngượng ngượng. Thế xong lên nhà chơi nói chuyện với nhau bình thường, thế là em mới chủ động là em cầm tay, em thấy cầm tay cũng cho cầm đấy. Em thấy là chịu rồi đấy. Thế là xong là tủ đi ra bãi đá sông Hồng á, lúc đi thang máy là em thơm một cái vào má, thơm một cái vào má luôn em thơm luôn. Lúc đấy là cũng chưa tỏ tình
Có bị giờ chống cự không? Có lúc đấy có đấy hay là có gì không? Nếu như là bình thường thì phản ứng sẽ là như vậy, nhưng mà hôm đấy không hiểu tại sao đúng thì em lại đơ luôn. Đơ luôn không nói được gì mà chỉ đỏ bừng mặt lên thôi và chỉ cười ngượng không nói được câu gì ạ. Và đó là cái nụ thơm đầu tiên đó phải không? Đúng rồi ạ. Khi mà ra bãi giữa sông Hồng ấy, ở trên một cái chòi rất là cao, hôm đấy là vào một buổi chiều mùa đông, mưa lất phất. Ôi trời ơi. Rất là lãng mạn luôn. Thế là tự nhiên anh đấy tiến tới ôm và hôn luôn. Nói là yêu anh nhé. Em cũng đơ luôn. Đơ luôn. Lúc đó là hôn môi đúng không? Lúc đấy là môi ạ. Đó, thì xong rồi tối về sao? Tối về thì rất là em thấy rất là ngại. Đây là nụ hôn đầu ạ. Ngại xong rồi chui vào trong chăn. Chùm trong chăn, chùm vào chăn. Cả tuần liền ngày nào cũng chui vào trong chăn. Xong rồi thỉnh thoảng lại hò hét lên. Thế là bạn cùng phòng mới thắc mắc và không hiểu con này nó bị làm sao. Nó suốt ngày chui trong chăn xong thỉnh thoảng lại hét lên. Hét lên rú lên như một con điên đúng không? Đúng rồi ạ. Hai em là lần tiên hôn nhau ở một cái chỗ nó rất là lãng mạn. Vâng, đúng không? Vâng. Vậy thì khi yêu các bạn có tiếp tục lãng mạn như thế không? Em thì rất thích lãng mạn. Anh này sao? Anh này có lãng mạn không? Anh này có, cũng rất là lãng mạn. Thỉnh thoảng anh lên Hà Nội lại đến tìm em thì lại có một bó hoa. Những khi mà em không ở nhà ấy, thì anh sẽ mò thẳng đến lớp em luôn, đến lớp đến trường. Thế là mang hoa đến nhưng mà đều là trùng. Hôm thì là trước rằm, hôm thì trước mùng 1. Thế bạn bè thì hay trêu. Trêu là hoa cúng. Mang hoa cúng. Mà mọi người rất là ngưỡng mộ, ghen tị bởi vì mang lên đến tận lớp ấy ạ. Bạn này có hay làm thơ tặng em không? Dạ có ạ, chúng em thì rất hay làm thơ, thì đối đáp để nhau. Mà nói hay về nhau thì ít, nhưng chủ yếu là kiểu như là em thấy vợ mà đăng thơ lên Face hay là gì kêu ca thì nói chung là viết cái tút gì á mà em thấy không hài lòng hoặc là tiêu cực cái gì là được em thôi. Tức là thì thơ bình luận luôn bằng thơ, hai vợ chồng đối đáp nhau luôn bằng thơ. Giống như mượn mây đẩy trăng á, đúng không? Không có nói thẳng ra luôn á. Đúng rồi ạ, khi tức giận hay có gì bức xúc cũng lại làm thơ. Anh quá ích kỷ nhỏ nhen, hứa lên hứa xuống hẹn em còn gì. Đúng là như mới dậy thì thay đổi tâm lý, nói gì cũng sai, đã thế còn thích nói dài. Thôi thì anh chót, thôi anh cài tai phone. Thế là anh ấy lại tiếp tục. Đâu, em nói thế ra. Thế thì xong là em lại nghĩ ra luôn, em làm luôn là em này giận quá mất khôn, tự nhiên lại cứ sồn sồn với anh. Thành rằng em rất lành chanh, nhưng phải hiểu rõ ngọn ngành chứ em. Đã vậy anh sẽ không thèm, cùng em đạp vịt, ăn kem Tây Hồ. Trước cái bài thơ đấy là vợ em là có nhắc đến cái chuyện là hứa cho đi đạp vịt, cho đi ăn kem rồi là không đi, chưa có thời gian đi. Dễ thương quá luôn á. Bây giờ là các em là từ lúc quen nhau đến lúc cưới nhau là bao lâu? Dạ là 3 năm 3 tháng ạ. Vậy trong khoảng thời gian đó các bạn có những cái biến cố gì trong tình cảm hay không? Dạ có rất nhiều biến cố ạ. Chia tay giận nhau rất là nhiều. Do khác biệt về quan điểm về công việc ấy ạ. Em thì luôn muốn là học xong thì sẽ được làm việc trong cơ quan nhà nước. Còn anh thì thích là kinh doanh ạ. Nên là... Tức là làm tự do. Vâng ạ. Thế nên là có tranh cãi rất là nhiều về vấn đề đó. Hai đứa đã xác định là chia tay rồi. Trong là về một thời gian là xuất hiện cái thằng cu con. Phát hiện và phát hiện có em bé. Đúng mùng 6 Tết năm 2017 là phát hiện là có em bé. Lúc đó em như thế nào? Rồi sao? Thì vợ thấy sốc quá, thấy khủng hoảng. Sốc, khủng hoảng luôn đấy ạ. Chỉ biết khóc thôi ạ. Khi em báo tin cho anh biết thì lúc đó em sao tệp? Thì em nói luôn, thì bây giờ cưới chứ biết làm sao. Em bảo bố mẹ xin phép, thì bố mẹ các bác là lên đặt vấn đề xin phép luôn, cưới luôn. Vậy thì sau khi cưới thì sao? Có bị áp lực không? Có cãi vã với nhau? Áp lực gần như là quãng thời gian nó rất là khủng khiếp. Không phải là đến từ hai vợ chồng đâu, mà nó từ cái môi trường sống. Lúc đó tụi em sống ở đâu? Tụi em sống chung với... cùng gia đình ạ. Thì đang bầu bí thì hai vợ chồng cũng dẫn nhau. Thì vợ em cứ đòi ly hôn và chia tay. Em bảo nghĩ trong bụng thích bỏ nhau thì mình cứ đưa lên tòa thôi, cho vợ thích làm gì làm. Vì bảo bây giờ đang bầu bí không ai giải quyết, cứ cho đi cho thoải mái. Và ức chế lắm, nhiều lúc cũng muốn đánh vợ lắm, đập mấy cái điện thoại lát tôi cũng không dám đánh. Động vô đó, cũng không dám đánh. Nhưng mà sau đó tụi em giải quyết cái việc đó như thế nào? Tức là tụi em sống cho đến bây giờ tụi em còn ở chung với ông bà không? Dạ không ạ. Là ra riêng rồi đúng không? Ra riêng từ lúc nào? Từ lúc mà thằng cu nhà em sinh được hơn một tháng. Hơn một tháng là ra riêng. Là em đi thuê nhà ở riêng thôi. Xong là bán xe của vợ đi, bán vàng bán biếc đi. Vàng bán hết luôn để mà lo. Bán hết đi để mình lại đi thuê xưởng là mình làm. Thì lúc đấy là gần như là tâm lý mình rất thoải mái. Mình không phụ thuộc cái gì cả nên hai vợ chồng từ đấy là nó ổn định, nó cứ vậy thôi. Không phải lặng về suy nghĩ. Trước ví dụ gia đình ngoài Bắc mà rất phức tạp cái vấn đề là lễ nghĩa hay là gia giáo hay là gì ấy, buôn bán hay làm gì cũng phải hỏi, nó rất là kiểu như là gia trưởng ấy. Kiểu như không liên quan gì đến việc kinh doanh nhưng mà là con là cái đó, là vẫn phải hỏi, là phải được cáo. Phép thì mới cho làm. Khổ như thế. Vậy bây giờ vợ chồng em ở với nhau được bao lâu rồi?
Dạ 2 năm 5 tháng. 2 năm, chồng em vừa mới nói từ gia trưởng đó. Dạ. Thì anh muốn hỏi bây giờ sẵn tiện là khui luôn cái tật xấu nè. À, bây giờ chồng em có gia trưởng hay không? Đấy là tật xấu đầu tiên đấy ạ. Tật xấu đầu tiên. Động chất luôn ạ. Chồng em cực kỳ gia trưởng luôn, rất là hay áp đặt. Khi nào mà vợ nói lại thì lại bảo em cứ nghe lời đi, nghe lời chồng không thiệt đâu. Thế là em lại răm rắp làm theo. Còn tật xấu hàng ngày thì vô cùng nhiều luôn ạ. Trước tiên là phải kể đến là bẩn. Thời tiết ở ngoài Bắc ạ, có những hôm lên đến 39-40 độ mà 3-4 ngày chồng em không tắm luôn. đi làm về toát hết mồ hôi, lại cứ thế leo lên giường ngủ. Là mùa hè đó đúng không? Mùa hè 39-40 độ. Chúng ta có thể suy ra được là mùa đông là ổng không tắm 1 tháng luôn đó. Mùa đông thì nếu mà không nịnh, không dục thì sẽ hiếm khi tắm lắm ạ. Rồi, còn tật xấu gì thêm nữa? Hay cáu gắt, nóng nảy, hay nói tục nữa. Nói tục? Cứ khi nào tức giận lên là lại nói tục. Có mày tao với vợ không? Có chứ ạ, mày tao rất là nhiều. Bây giờ vẫn còn. Nhưng mà sau đấy lại xoay 180 độ luôn. Chỉ tức giận xong 2-3 phút sau lại vợ yêu bình thường ạ. Lại chạy vào ôm vợ, lại như không có gì xảy ra luôn ạ. Thế có ghen không? À, ghen thì ghen cực kỳ luôn ạ. Ghen đến mức mà trên Facebook của em bây giờ là không còn bạn nam luôn. Em kinh hoàng. Không, bạn cấp 3, bạn đại học, rồi bạn từ tiểu học, không còn luôn ạ. Giờ là chỉ là khách làm ăn là nam thôi ạ. Còn lại là không bạn bè gì nam đâu ạ. Sao vậy Tiệp? Đó thì em lấy lý do là ngày xưa là vợ em bảo em là không anh ghen. Không yêu em thì anh mới không ghen. Thế như anh chả yêu em cái gì. Thế là xong là từ đấy là em đấy, anh yêu đấy. Đấy, yêu là phải như vậy. Đấy. Đó, cho giải thích đó. Ừ, cho mị biết là tôi ghen như thế. Rồi, bây giờ tới em đó Tiệp. Vợ em có tật xấu gì không? Vợ em ạ? Ngủ muộn này, rồi là ngủ dậy muộn. Vâng, ngủ dậy có khi là 11 giờ ngủ mới ngủ dậy. Hoặc là tức là 8-9 giờ ngủ dậy là bình thường rồi. Mà nhà thì lại rất nhiều công việc. Cộng mấy lại là mình chỉ sạch cái chỗ ổ của mình thôi. Còn lại cái bừa bãi công việc thì không dọn, không quan tâm. Vợ có hay quan tâm đến cái cảm xúc của em không? Vợ em thì cũng rất là quan tâm. Vợ em là một người là rất là, phải nói là cũng rất là tuyệt. Và em nghĩ là không kiếm được một người nào gọi là bằng 2/3 đâu. Đó, ba đảm đang không? Phụ nữ ba đảm đang. Nấu ăn ngon này rồi nói chung rất là chiều chồng. Em thì em làm mệt thì từ xưởng em chạy về cho chồng cốc nước đá lạnh như nào đấy là đầy đủ hết. Và nhân đây thì em nói luôn đi, cái mong muốn thay đổi của em ở chồng mình đó là gì? Vâng, em muốn là chồng em kiềm chế được cái bớt cái tính nóng nảy đi, rồi nói năng nhẹ nhàng hơn, rồi quan tâm chiều chuộng vợ hơn ạ. Thế còn đẹp thì sao? Em chỉ muốn vợ em là hiểu thêm về chồng, về công việc của chồng để mà thông cảm những lúc mà cái áp lực cuộc sống, công việc nó quá nhiều, không có thời gian. Những lúc rảnh rỗi thì lại bình thường. Em không phải là người cáu giận xong là cả ngày hoặc là cả tiếng hoặc là 15 phút sau. Chỉ một lúc. Chỉ gần 2-3 phút sau thôi. Thế là xong lại. Thì thôi bớt mày tao đi. Không mày tao nữa. Nhưng hôm nay là nếu mà trong chương trình ở đây nè, nếu được bây giờ anh muốn chồng em á, anh hứa là anh bỏ luôn cái chữ mày tao luôn có được không em? Hứa với vợ đi, bớt mày tao đi. Anh hứa với vợ yêu là tôi không còn kêu mày tao nữa. Không hạn chế cái lời chế. Nó không hay trong cuộc sống gia đình. Cùng xây dựng hạnh phúc nó bền vững hơn và phát triển hơn, cùng nuôi dạy con tốt hơn. Rồi, xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son ha. Chúc hai em luôn hạnh phúc nha. Xin cảm ơn anh chị, cảm ơn anh bạn. Hai em. Anh chị. Hai em có thể giới thiệu ngắn gọn về mình. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Võ Hoàng Tân, năm nay em 29 tuổi và em hiện tại là đang là nhân viên một ngân hàng. Còn em? Dạ, em Trương Thị Hường, năm nay em 28 tuổi. Em cũng là nhân viên ngân hàng luôn. Hai em là quen nhau trong một cái trường hợp, một cái dịp nào đó? Hai đứa em thì học chung lớp ở trong trường đại học á. Trong một lần thì có một bạn để ý em. Tới ngày sinh nhật của bạn ấy thì em tặng cho bạn ấy một cây viết. Sẵn là mình viết một bức thư luôn, chỉ là bạn bè thôi. Cái bạn kia mới đưa bức thư của em viết đó cho bạn chồng này coi. Tại em vô tình anh, thì nam với nam mà đứng ngồi nói chuyện mà, ủa sao bữa nay thấy lạ, cầm một phần quà và lá thư đọc để tao coi cái là cái gì. Tại vì em cũng hơi bị vô duyên chút xíu, và thư của người ta em cũng lấy em đọc. Hai đứa em biết nhau trong cái trường hợp vô duyên lãng xẹt vậy. Sau 2 tháng sau á thì tụi em gặp gỡ nhau lại gặp nữa, thì mới thấy bạn này quen, rồi từ từ hai đứa mới tiếp xúc với nhau thì từ từ nảy sinh tình cảm mà để trong bụng thôi chứ không có thể hiện ra bên ngoài. Đến bao lâu thì mới khui ra cái tình cảm đó? Thì tới cái ngày mà cuối cùng của gần tốt nghiệp á,
thì em cũng suy nghĩ là thấy vợ mình hiền, sợ đi làm sẽ có người khác ta cưa cẩm thì không biết làm sao, nên là cũng tới thời điểm đó thì tụi em mới bắt đầu. Vậy là hai bạn này là sinh viên gương mẫu đó. Ôi trời, đúng không? Ơi. Học xong rồi bắt đầu mới tính chuyện yêu đương, mặc dù là trong lòng đã e ấp, đã cảm mến rồi đúng không? Dạ. À, bây giờ lấy nhau về rồi em phát hiện ở Tân có những cái tật xấu gì ghê gớm không? Anh dùng từ ghê gớm á. Dạ. Thường thì ảnh cứ ga lăng, quan tâm nhiều lắm. Khi mà cưới nhau về thì phát hiện ra là ảnh rất là gia trưởng. Đi làm về thì em lúi húi em nấu ăn, tự mình nên làm hết. Còn ảnh thì ảnh ngồi ảnh lên mạng lướt internet. Anh cũng... Đừng có kể đi. Chút đi tôi hỏi. Rồi cái anh hàng xóm đi ngang, thấy ảnh ngồi gác chân lên bàn xong rồi lướt web. Anh nói sao mày không chịu phụ vợ mày, nấu nồi cơm cũng được. Cái tự nhiên anh hàng xóm nói vậy làm cho mình mũi lòng, mình thấy chồng mình thấy ít có quan tâm tới vợ quá. Đó, cái cảm xúc của em có giống như là nước mắt nó cứ chào dân không? Dạ không. Rồi, thường thì các ông chồng thì có nhiều cái thú vui, và thậm chí là có những ông có những cái thói quen rất là dễ thương, hớm hỉnh. Nhưng mà cũng có ông, những ông chồng có những cái thói quen rất kỳ lạ. Vậy thì chồng em có những cái thói quen gì nó lạ kỳ không? Dạ, cưới nhau về em mới phát hiện ra chồng em có một cái sở thích là ảnh không có bận quần áo khi mà rửa chén, giặt đồ. Chắc cho em phản biện cái khúc này với em quên. Sao tao nói đi, nói dạ, tại vì thường á thì em làm việc cũng cần phải có sự thoải mái, nên là em cứ vô em cứ thay đồ ra hết, xong rồi em mới làm đó, xong rồi em tắm xong rồi em đi ra. Cái em cũng không phát hiện nữa, cái hôm đó có ông nhỏ bạn em qua chơi, ảnh ấy chồng á. Cái bạn ấy mới đi toilet, xong rồi bạn ấy sắp xong vô rồi, ảnh ấy chồng anh la lên, ơi đừng có vô. Bây giờ thì các em là có mấy cháu rồi? Em mới có một bé. Thì là hai chồng em chăm hay là bà nội hay bà ngoại? Dạ có bà nội lên ạ. À, bà nội là đang ở chung? Dạ bà nội đang ở chung được một tháng hơn ạ. Một tháng hơn? Dạ. Thì trong suốt thời gian tháng đó có chuyện? Hồi lúc mà em mới sinh á thì bà trong 3 tháng tiếp em, rồi bà về quê rồi giờ bà lại lên tiếp. Rồi mỗi lần mà bà lên cư ngụ thì là hai chồng có gì khó chịu không? Nhà trọ vậy là bố cục cừ, coi như là phân lô là đúng sao? Không? Là em ngủ chỗ nào rồi bà nội với em bé ngủ chỗ nào? Nó xuồng đột luôn. Thì bà nội có một cái tấm nệm riêng, hai vợ chồng em với con em là một tấm nệm riêng. Nhưng mà cái diện tích của cái phòng trọ nó rất là nhỏ, khoảng 24m2 thôi. Thì nó khép kín luôn, mỗi lần là bếp rồi toilet luôn. Có một lần lúc đó chịu hết nổi nên là cũng khều vợ nó. Nhân cơ hội này á là phải bàn với bà, tại vì tụi em không nói, mà bà thì nhiều khi bà không để tâm. Cho nên á là theo chị đó thì em nói với mẹ, em tâm sự riêng với mẹ, đừng để vợ em nói. Bây giờ con em là mấy tuổi rồi? Con em được, dạ, được 6 tháng rưỡi. 6 tháng rưỡi thì thường là buổi sáng cháu cần đi phơi nắng cho có vitamin D, đúng không? Em sẽ bàn với mẹ là mẹ à, ví dụ như sáng 2:46 hay là 3:57 gì đó, mẹ cho con của con đi phơi nắng lâu trong khoảng tiếng thôi. Ta còn phải đi làm nữa chứ em, sao vậy? Lâu. Thế một cái cách giải quyết rất là đơn giản thôi, chứ tự nhiên tụi em để cho mình bị bế tắc, nó ảnh hưởng tới sức khỏe nữa. Dạ, tuổi này của tụi em là cần phải có gọi là cái thuận hòa đó, nhuận gọi là đó. Cho nên theo chị, em về em nói với mẹ. Nhân cơ hội này mà mẹ nghe mẹ hiểu liền hả? À, đó là một cách để cho nó xuôi chèo mát máng. Đúng rồi, chỉ có cách đó thôi. Bởi vì sao, phòng thì phòng trọ, mình không thể nào sửa lại cấu trúc được. Rèm thì cũng càng không được. Dạ. Cho nên là tế nhị nhất là em nói với mẹ vậy đó. Em con trai cũng ngại, nhưng mà sao tối nay phải bấm bụng về. Không, em phải nói với mẹ, đừng để vợ em nói kỳ lắm. Anh nghĩ là em nói là mẹ sẽ hiểu thôi. Thôi bây giờ nè, anh hỏi em, thật xấu của Hường là gì? Càm ràm á, có cái gì nhỏ cũng nói tới nó lui. Nói mà riết rồi, bực mình thì hai vợ chồng hay cãi nhau. À, bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Bớt càm ràm đi, với lại một phần nữa là về mặt quản lý tài chính thì cũng nên là... Hào phóng chút. Dạ, hào phóng tí, rộng mở chút xíu. Đó là có hai cái muốn thay đổi thôi. Dạ. Gì? Còn Hường? Em thấy sao? Em thấy quản lý tài chính á, đưa cho ảnh tiền nhiều á, sao mà ảnh không có kiềm chế được nha chị. Hay mua sắm lắm, đi mua linh tinh những cái thứ không cần thiết. Nhưng mà mình còn ở nhà trọ mà đâu cần máy hút bụi đâu. Vô siêu thị sắm cái máy hút bụi. Rồi, chị hiểu rồi. Dạ. Có nghĩa là vì quá hào phóng nha, em phải quản lý tiền. Đúng rồi, dạ. Và bây giờ cái ước mơ này á là em khó có thể thực hiện được. Dạ. Rồi, còn cái càm ràm em nhắm em làm nổi không? Em cũng tâm lý lắm, em cũng ít cái càm ràm lắm mà không biết, không hiểu sao nữa, chồng em lại nói em càm ràm, em cũng nói ít lắm. Mà hả, ảnh em lại thấy ảnh hay nói á chị. Thôi bây giờ hỏi em, mong muốn thay đổi của em? Em mong muốn ảnh là biết quan tâm em nhiều hơn, nhiều khi chia sẻ với em cái công việc gia đình thôi, chỉ có vậy thôi. Dạ. Nhiều khi á, cái chuyện mới xảy ra sau này nó có liên quan đến vấn đề phòng trọ và bà nội đó. Ngay cả cái chuyện càm ràm hay là những chuyện này chuyện kia nó cũng có thể là xuất phát từ đó đó. Cho nên chị nghĩ rằng á, về phía em, tối nay em nên mạnh dạn chia sẻ điều này với mẹ. Và tụi em thử đi,
sau một tháng mà 24/6 đều đặn như vậy đó, thì này, em có thấy là cục diện nó có thay đổi không? Đúng, tâm lý tâm tư có thay đổi hay không? Không thay đổi nữa, bạn sẽ biết ngay thôi mà. Nếu không thay đổi nữa thì gặp chị Vân nha. Để em thử xong rồi có gì em gọi lên hotline nha. Ok, xin cảm ơn hai bạn. Cảm ơn. Em xin phép chào chị Hồng Vân. Bây giờ mình nói lớn lên nha. 2, 3 lớn hết. Dạ, em xin phép chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Em tên là Phúc, em sinh năm 92, năm nay em 30 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng của một công ty bất động sản. Em ở quận mấy Phúc? Dạ, hiện tại hai vợ chồng em đang ở Bình Thạnh. Bình Thạnh. À. Dạ. Rồi mời cô dâu với nụ cười tươi trẻ. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và quý vị xem đài. Em là Bích Hằng. Năm nay em hơn chồng em 1 tuổi. Là em đang là quản lý của một ngân hàng ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Quản lý ngân hàng hả? Dạ đúng rồi. Wow. Mấy tuần liên tục, hình như là cặp nào cũng có chồng hoặc vợ làm ngân hàng hết chị. Ờ đúng rồi. Hay hết chị hả? Wow. Bây giờ rất muốn biết là hai vợ chồng em coi như là trước đây là quen nhau như thế nào, rồi lần đầu tiên gặp gỡ nhau rồi có ấn tượng gì về nhau nào? Chia sẻ cho anh nghe đi. Dạ, chắc cái này để em chia sẻ trước. Mời Phúc. Dạ, thì hai vợ chồng em thì quen nhau, cái duyên đó là do ban đầu hai chồng cùng là vào làm ở một chi nhánh của ngân hàng. Thì vợ em là vào trước em 6 tháng. Thì sau đó thì em mới vào làm. Rồi ban đầu thì chỉ là va chạm về công việc thôi, do em là kiểu nhân viên mới. Thì em thì làm ở phòng giao dịch, còn vợ em thì làm ở chi nhánh. Nên là mấy đợt mà mình đi bên em thì cái quy trình tụi em làm thì mình sẽ luân chuyển hồ sơ lên cho chi nhánh. Thì mấy lần luân chuyển thì em hay thiếu những cái phiếu, gọi bên em gọi là phiếu luân chuyển, thì hay qua xin chị này. Tại vì chị này mà đầu tiên tụi em ấn tượng nhất là chị này thì rất là vui vẻ, hòa đồng với nhiệt tình. Nhìn cái mặt là biết rồi. Dạ, nhân viên mới nên là mình cũng thấy ai sợ lỡ thì mình nhờ trước. Mà nhờ nhiều quá thì bị chê, bị trách. Nhưng mà xin chị có chê không? Ai sợ lỗi hả thì là mình nhờ. Dạ. Nhưng mà lợi dụng cái việc đó nhờ hoài cái là bây giờ bị mất điểm với chị. Dạ. Đúng không em? Chính xác luôn á. Nhưng mà lúc đó thì sao? Xưng hô bằng chị em hả? À hồi đó là vào là còn gọi là chị. Và tại vì nhân viên vào sau mà, vào sau người ta 6 tháng. Dạ. Thì vô mà người ta lại làm ở trên gọi là chi nhánh, là nếu mà nói vai vế đó là cái người ta hơn bạn này. Nhưng mà lúc đó biết tuổi chưa? Dạ biết rồi ạ. Dạ. Cũng một phần là lớn tuổi hơn mình nữa. Đúng không? Rồi sao nè, không ưa rồi sao lại có sự kết nối lâu dài? Thực ra thì ấn tượng ban đầu của em với bạn này thì bạn cũng còn mới vào mà thấy nhiệt tình thì mình cũng quý. Nhưng mà mình kiểu hoài á, cứ xin hoài một cái mục tờ thôi. Có nghĩa là thấy là bạn cũng không có nhớ á. Cho nên là mấy lần sau thì mình bị quạo. Rồi quạo thì thấy ảnh lụi đi xin người khác. Nhưng mà anh hỏi thiệt nha. Dạ. Với cái ngoại hình của Phúc vậy á thì ban đầu nhìn Phúc em có cảm tình với bạn ấy không? Dạ thực sự ban đầu là em không có cảm tình, tại vì ngày xưa ảnh gầy á. Anh gầy lắm, anh có hình như có hơn 40, khoảng hơn 45kg thôi. Trời ơi, cao gầy mà 45kg là nhìn giống như que củi á. Đặc như là cái tăm xỉa răng á. Em định nói á. Ốm hả? Rồi nhưng mà còn Phúc thì sao? Về cái ngoại hình của cô ấy lúc đó như thế nào? Nếu mà ấn tượng ban đầu thì em chỉ ấn tượng là tính tình vui vẻ. Còn về ngoại hình hồi đó là gọi là em hơi chê. Tại vì đó là vợ em cũng ốm, nên là ấn tượng ban đầu mà nó hơi thô tí, là nó sâu người giống như bị suy dinh dưỡng vậy đó. Thêm nữa là vợ em là có bệnh mãn tính là bệnh vẩy nến á, nên là thời gian mà đi làm thường là hay tay chân rồi nó sẽ bị nổi những cái, nên nhìn nó hơi lượm thượm. Rồi chân cẳng thì một phần là do hơi hậu đậu nên chân cẳng lúc nào cũng té, rồi va chạm nên si cà que lúc nào cũng đi ngắt. Trời ơi vậy đó hả? Dạ. Lúc em bao nhiêu ký? À hồi đó là em khoảng 30-40kg á. Trời ơi, luôn chơi lịch ba mấy ký bên trên, 40-50kg. Trời đất ơi, hai cái tâm xỉa răng gặp nhau đó. Cái này cái tâm tre, còn cái kia cái tâm trúc à. Ủa này nghe nè, mấy lần mà có như té lên té xuống, có lần nào em đỡ chị ấy không? Dạ không, ý là mấy đợt té tại vợ em hồi trước là tụi em đều làm ở kinh doanh, nên là hay đi kiểu đi ra ngoài gặp khách hàng rồi kiểu gấp gáp á, thì vợ em mình đã có mấy đợt là bị té xe, bà té kiểu ngoài đường. Rồi bà tự đi, rồi bà tự si cà que bà đi vô. Dạ. Thì mất điểm trong mắt anh này. Bà vừa ốm á mà bà lại si cà que nữa. Có 33kg hả? Rồi bà lại nhìn người ta với ánh mắt không thiện cảm nữa. Ủa chị cho ngộ ta. Hai đứa bạn ấy không có thiện cảm với nhau ban đầu thì sao mà lại có người yêu đương sao ta? Chắc có lẽ là cùng chung một loài tâm, đúng không? Cho nên là sẽ đến với nhau mà thôi. Đồng cảm với nhau về sự gầy gò đó. Hôm hem. Rồi giờ sao mà có cảm tình rồi? Ai, từ lúc nào hai đứa ai cua ai nè? Dạ thực ra thì đầu tiên là không thích thật, nhưng mà tự nhiên trong một cái lần mà mình họp trong phòng ban với nhau thì lại thấy bạn này bạn kiểu như là một người mới, mà cái cách bạn nói chuyện á tự nhiên không biết sao, giữa có rất nhiều nam nha, tại vì ở hồi thời điểm đó thì chi nhánh em nữ ít, nam rất là nhiều, từ phòng giờ cho đến chi nhánh là nam rất là nhiều. Nhưng mà tự nhiên cái cách mà bạn nói chuyện nè, bạn báo cáo hay bạn trình bày một cái vấn đề gì, mình cảm thấy giống như là đằng sau bạn có một cái hào quang gì đó. Nên mình là để ý sự uyên bác, đúng không? Một cái sự mà cuốn hút khi mà anh diễn giải năng lượng, đúng không? Đúng không? Dạ, cái đó thì do vợ em cảm nhận chứ em cũng không biết. Nhưng mà có biết cái chuyện là
cái lúc mình nói là vợ thấy hào quang không? À, tại vì cũng một phần là tính của em, khi mà những cái vấn đề gì trước khi em nói thì em sẽ có suy nghĩ trước, nên thường em sẽ nói các vấn đề nó khá là suôn sẻ, dạ, chắc cái suôn sẻ, thì có thể là vợ em sẽ cảm nhận được cái lúc đó. Nhưng mà cảm nhận như là vợ cua chồng hay chồng cua vợ đó. Dạ, cái này thì nói về tán thì em là người tán vợ em, nhưng mà cua thì vợ em cua em. Sao em không có cảm tình với vợ mà em lại cua vợ? Dạ không phải là vợ em cua em, nhưng mà vợ cua chồng là... rồi chồng tán vợ. Dạ. Thì bởi vì em tán qua tán lại, cua qua cua lại. Ví dụ như vậy nè, nó có một cái điểm, ví dụ như vợ nhìn thấy chồng cái lúc mà present, lúc mà trình bày đó thì thấy ô lại có một cái gì, cái hào quang nó tỏa ra, một người đàn ông năng lượng. Vậy thì cái điểm nào ở vợ mà em lại thích và em lại tán vợ? Em chỉ thích vợ em ở một điểm là vợ em nhìn một người rất là năng lượng và tích cực. Ngay cả bây giờ người ngoài mà nhìn vào vợ em cũng thấy là, tại vì vợ em bản chất hiện tại là vợ em vẫn làm sale, sale của mảng ngân hàng. Mà sợ lợi đúng không? Dạ đúng rồi, tươi ở mảng sale mà mình là người mới và mình nhìn những người đó và giai đoạn đó là vợ em cũng là một người bán hàng khá là xuất sắc ở chi nhánh, nên là mình càng ngưỡng mộ nữa. Còn ấn tượng ban đầu thì tụi em gọi là ấn tượng cũng gọi là không quá tốt về nhau, nhưng cũng không đến hồi là xấu. Và bây giờ nè, bây giờ cổ cua em sao? Dạ ban đầu thì nhắn tin thường xuyên, rồi mới đầu là em cũng hơi nghi rồi, và mình cũng từ chối khéo tại vì lúc đó tụi em mới ra trường nên cũng chưa có xác định là sẽ quen nữa. Chứ thêm là tâm lý chắc kiểu của con trai hay là đàn ông là kiểu phải thành đạt thì mình thường mới nghĩ đi sao. Dạ nhắn tin mới đầu thì cũng hỏi thăm sơ sơ thôi, rồi sau đó thì cũng nói những câu tình cảm, rồi có khi nhắn tin mà tới 11-12 giờ, có khi tới 3-4 giờ khuya luôn, mà mình đã nói khéo là giờ em thì hiện tại cũng chưa muốn ngủ quá chị ơi. Với lại dạ không, em nhắn nhiều. Dạ em cũng không nói đến nói là trực diện, nhưng mà cũng nói khéo là bây giờ thứ nhất là mình không xác định là không yêu ai và không thích ai, nên là cùng với thứ hai là cũng trễ quá rồi thì mình đi ngủ đi, mà cứ nhất quyết là nhắn qua. Mình thì lại sợ lỡ là trời, giờ mình còn đang nhờ vả mà người ta ở chi nhánh ta vô trước mình, mà mình nói thẳng thừng quá nhiều khi sau này lên nhờ không được. Đúng rồi. Dạ. Rồi có nghĩa là đêm đó chắc nói chuyện tới sáng luôn á, đúng không? Dạ, nói chuyện tới 4 giờ sáng rồi. Còn sáng có đi làm không? Dạ, đi làm. Đi làm. Ờ, sao cả em, lúc mà em bị như vậy, em có cảm giác là bạn này bạn đương muốn từ chối khéo mình không? Dạ biết. Có tâm trạng em biết. Em sao? Tại vì thực ra là em cũng tính là kiểu là tán chơi bạn này thôi. Tại vì thấy mình thấy tự nhiên mình thấy có một cái ấn tượng thì mình tán chơi thôi. Thì cũng có một cái chuyện buồn trong giai đoạn đó, mình nghĩ là thôi mình phải có một cái nguồn năng lượng mới, thì mình thấy bạn này nó hợp với cái nguồn năng lượng cho mình thì mình tán. Nhưng mà mình cứ nhắn tin cho bạn thì bạn cũng kiểu nói chuyện chị em khéo khéo thôi. Rồi định điểm một là cái chỗ mà 3 giờ sáng nhắn tin thì bạn từ chối khéo một cái, là giống như em kiểu em rất quý chị nhưng mà em chỉ nhắn tin và muốn làm việc trong công việc thôi. Còn em chưa nghĩ gì về sự xa hơn. Ồ, đó, là mình thấy mình quê lần một rồi. Xong rồi tới lần hai là có một lần kiểu hai chị em tính là thôi hẹn nhau đi coi phim. Thì em hẹn nhau đi coi phim, 4 giờ chiều đi coi phim. Thì mình kiểu hồi đó cái vẻ ngoài của em không có như bây giờ. Hồi đó thì em bây giờ là em hết 85% bệnh rồi. Hồi đó một cái sự chăm chút của một người phụ nữ trong giai đoạn đó là cực kỳ quan trọng với em. Em dành cả 2 tiếng đồng hồ với một người kinh doanh như em, một người không coi trọng vẻ ngoài nhiều, mà em 2 tiếng đồng hồ em chăm chút. Thì tới 4 giờ chiều em gọi điện thoại là không hề liên lạc được. Cho tới 7-8 giờ tối cho leo cây. Dạ đúng rồi, sau này thì em mới biết là bạn đi nhậu mà bạn kiểu bạn uống không nhiều á, nên là bạn bị xỉn mà bạn ngủ quên á. Có là một lần thứ hai đó nữa xong là coi như ok rồi. Đó là quá ngưỡng chịu đựng của mình rồi. Cho nên là mình không có tiếp tục nữa. Thì bạn lại quay xe ngược lại. Tức là đó, rồi bây giờ là bạn tán em sao? Anh kể đi. Đến lúc mà bạn tán sau khi mà em á, phát hiện ra như vậy thì em là một người cực kỳ kiên trì. Có nghĩa là có một vấn đề gì em kiên trì lắm, nhưng mà khi em đã quyết định rồi thì em một phát rất là thẳng thắn, rất là rõ ràng. Rồi bạn ấy, nhưng mà bạn ấy lại quay ngược lại thì bạn bắt đầu nhắn tin nhiều hơn rồi. Có người giống như là đã gieo thương nhớ và thường xuyên rồi, tự nhiên một ngày đó mình không nhắn tin nữa. Cái mình không có liên lạc nhiều nữa thì bắt đầu lại thấy nhớ rồi lại nhắn tin lại. Nhưng mà anh hỏi này, tại sao? Cái nguyên nhân nào mà em lại có suy nghĩ và em quay lại em cô chị? Cái đó thì đến bây giờ thì em cũng cảm thấy nó hơi khó nói, và mình cũng không biết là tại vì giai đoạn đó giống như là cũng mấy tháng trời là vợ em là cứ thường xuyên là giống như là ngày nào cũng nhắn tin và ngày nào cũng rủ nhau đi ăn đi chơi, rồi sau đó thì bẵng đi một thời gian là tự nhiên là không thấy tâm hơi gì đâu. Cái tự nhiên mình cảm thấy sao nó hơi khác lạ, thì ban đầu là mình cũng xuất phát là em cảm thấy em có lỗi tại vì mình cũng hẹn với người ta, rồi sau đó là cũng bắt đầu xin lỗi rồi hẹn đi ăn lại, nhưng mà cứ từ chối cũng 1-2 lần á. Rồi về sau thì có một lần đi thì bắt đầu mới nói chuyện với nhau, tại ban đầu là vợ em cũng không biết là do bữa đó em xỉn, tại ban em cứ nghĩ là chắc thằng bé này nó không thông thích mình nên nó cố tình cho mình leo cây thôi. Dạ nên là về sau thì bắt đầu giải tỏa được cái đó. Dạ, sau hai đứa quyết định yêu nhau đúng không? Sau khi mà em cua lại quyết định yêu nhau. Dạ, cũng rồi bắt đầu. Bao giờ thì em phát hiện là vợ em bị bệnh vẩy nến? Dạ, bệnh vẩy nến là từ lúc tụi em vào. Lúc đi làm là thấy rồi đúng không? Là em đã biết rồi và em không khe gì cái chuyện đó cả. Tức là hồi đó là có bao giờ có lấn cấn cái chuyện là tại bà bị cái bệnh đó mà mình ngại mình không quen bà không? Dạ không. Tại vì cũng một phần là gia đình của em thì từ nhỏ là gia đình của em thuộc dạng là khó khăn, nên là những cái mà thí dụ là kỳ thị hay là gì thì em đã trải qua rồi, nên là ban đầu em cảm thấy với vợ em là em có sự đồng cảm nhiều hơn. Nên là chưa có bao giờ mà em cảm thấy mình quá khe về mình ngại đó. Cái đó đúng không? Dạ. Ừ, vậy là quá tốt. Thế còn em thì là em có ngại hay có mặc cảm vì khi mà
bây giờ mình quen, lúc đó mình mới tìm hiểu ảnh và mình lại mắc phải cái bệnh đó. Thì thường cái bệnh đó thì anh nghĩ là cần phải thoa thuốc rồi ban đêm thì phải hơi nóng và phải cạo cái lớp vảy, đúng không? Em chia sẻ chút xíu về cái thời gian đó. À, em thực ra là lúc đầu em cũng bị á, chứ không phải có là bản thân bạn cũng có chứ không phải không có đâu. Bạn cũng có những cái ngại đó, chồng em cũng có những cái ngại á, tại vì mặc dù mình không có gì nhưng mà những người xung quanh á, đặc biệt là cha mình cũng hiểu thôi, tại vì họ đằng sau anh ấy còn là cả một gia đình ngoài nữa. Thời điểm đó tụi em chưa có về nhà nhau. Và trước khi mà tới với anh thì mình cũng có quen, nói chung em cũng có quen nhiều người, thì cơ bản là mình hiểu được, và mình phụ nữ mà, mình không có vẻ ngoài, không cần đẹp, nhưng mà cái vẻ ngoài của mình thời điểm đó nó quá, có nghĩa là nó hiện rõ lên luôn. Có nghĩa là cái móng tay của em nó chỉ còn một nửa móng thôi, chân cũng vậy. Và nhìn bên ngoài là chỉ có cái khuôn mặt thôi. Cái khuôn mặt thôi. Tại vì nó sẽ bị lan vẫy ra cả. Nếu không biết cái này. Nên là nói không có cả, không có mặc cảm hay không hề nào không có. Có em. Dạ đúng rồi. Nhưng mà thực ra là bây giờ là tất cả mọi thứ mình đã vượt qua hết rồi. Bây giờ nhìn cô gái quá là xinh xắn. Đâu đưa tay anh coi coi. Đâu hết rồi. Mấy cái móng tay nó đẹp hết sức luôn chị. Hết rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Em chữa hết rồi đúng không? À, em đang hết được 90% bệnh rồi. Dạ. Nhưng mà từ khi nào mà em chữa? Dạ, sau khi lấy anh này. Ồ, thì chị. À, là chồng dắt đi chữa hay là sao? À, cái bệnh này của em thì bây giờ là đã có một cái phương pháp chữa bệnh mới. Nó sẽ hơi tốn kém một tí, nhưng mà em chia sẻ đi, em để có những bạn khán giả ta xem. Phương pháp là tiêm thuốc sinh học của bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Có nghĩa là cái bệnh này thì thực ra trước đây thì nó không có. Và cái bệnh này nó khá tốn kém vì nó sẽ phải tiêm suốt đời. Và tiêm liên tục mỗi tháng một lần. Dạ, thời điểm mà em bắt đầu tiêm là từ tháng 7 năm 2021. Là bệnh viện Da Liễu Sài Gòn mình đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Đó thì thật ra nhưng mà tốn kém là như thế nào, em có thể chia sẻ chi phí để mà bỏ ra thì khoảng gần 10 triệu một tháng. À, gần 10 triệu một tháng rồi. Nhưng bây giờ là em hết 90% rồi. Dạ đúng rồi. Và tức là sau khi mình hết 100% thì mình vẫn phải tiêm. Dạ đúng rồi. Tiêm suốt đời đúng không? Đó, như vậy thì hoàn toàn căn bệnh này có thể chữa được nha mọi người. Cái chi phí chắc là 10 triệu nhưng mà sau này chắc cái giá thành sẽ giảm xuống. Lại chị, yên càng tâm. Ngày sẽ càng giảm xuống đó. Cho nên là mọi người cứ yên tâm về cái căn bệnh này đã không có thuốc trị rồi ạ. Đến khi nào thì mới thay đổi cái xưng hô Nam Phúc? Kể cho anh nghe đi cái đoạn đó. Nếu mà hai đứa chính thức mà gọi là quen nhau thì cách tại vì thử tụi em xác định cái mốc thời điểm thì khoảng là ngày 5 tháng 3 của 2015 là bắt đầu hai đứa chính thức là bạn này có ấn tượng với em. Rồi sau đó là cũng qua nhiều cái lần mà giống như tụi em vừa kể thì tới tháng 5 là tụi em bắt đầu chính thức là quen. Nhưng mà ban đầu thì em vẫn, tại vì thứ nhất là bạn này lớn tuổi hơn nên là ban đầu tụi em chỉ xưng tên thôi. Rồi sau từ từ vài tháng sau rồi bạn này bắt đầu ra yêu cầu bây giờ là nếu không xưng anh em thì thôi không quen. Đó thì từ từ tụi em bắt đầu mới thay đổi. Như vậy là tụi em quen bao nhiêu lâu và kết hôn được bao lâu rồi? Dạ tụi em kết hôn thì tới bây giờ là được hơn 4 năm, gần 5 năm. Thì cũng nhân kỷ niệm là tụi em gần 5 năm kết hôn thì mới đăng ký tham gia chương trình. Còn quen thì trước đó tụi em quen 2 năm rồi bắt đầu mới chính. Có nghĩa là được gần 7 năm đó, gần 5 năm, 7 năm. Và bây giờ là chưa có em bé đúng không? Dạ chưa. Ủa sao chị biết hay vậy? Hả? Tại vì thấy còn son quá, hiểu không? Hay quá, Đôi mắt này có thể nhìn vào không? Người ta mà biết, ta son hay không son à? Đó cho nên là thấy là có vẻ như là tại vì á, lâu lâu á bạn vợ nhìn Bin với lại bạn chồng nhìn ông mụ của tôi với một ánh mắt mà giống như là trời, hay quá. Một cái sự mà gọi là anh ơi em rất cần anh, trời hay quá, anh ơi em rất cần anh lúc này đó, trời nói giống như đi guốc cho bụng ta. Giống như là mình đi vào trong sâu thẳm của đôi mắt người ta vậy đó. Quá hay. Đúng nhưng mà không? Hai vợ chồng có muốn có con không? Dạ tụi em cũng đang lên kế hoạch cho cuối chương trình nha. Cuối chương trình là một cặp cho tôi. Này ngứa mồm ngứa miệng quá. Một cặp cho tôi nha. Hai tuần rồi. Sanh một lần một cặp luôn. Dạ. Khỏe. Hiểu không? Rồi. Bây giờ quay ngược lại là các bạn đã có thời gian là 2 năm yêu nhau. Vậy thì trong khoảng thời gian đó cho đến lúc mà các bạn lấy nhau thì cái tình yêu của các bạn nó có những cái va vấp, có những cái rủi ro, có những cái trầy trật gì không? Có nghĩa là có gây lộn không đó, lúc yêu nhau là có gây lộn rồi chia tay chia chân luôn á, rồi chặt chân chặt tay rồi chúng nó giận hờn đồ ném đồ chọi đồ rồi này cái nọ đó. Không có drama nhiều thì đó là ú à là quá nhiều luôn á. Dạ rất là nhiều. Có những cặp chia tay 1001 lần trời ơi nhiều lắm. Cả ba chồng lẫn ba vợ, mẹ chồng mẹ vợ đều nói thôi tụi mày bỏ nhau cho rồi đi cho đỡ mệt. Xong cuối cùng nó huề thuận là cái mẹ chồng hỏi ủa bộ hai đứa đóng kịch drama hả? Đâu có, hai đứa bay đóng phim Hàn Hoàng Quốc hả? Đó rồi sao hai chồng chia tay nhiều không? Nhiều lắm anh, ý là tụi em chia tay nhiều lắm mà tới nỗi mà đồng nghiệp trong cơ quan á, thậm chí là hồi đó là có sếp cũ của em á là và nói là hai đứa bay mà cưới nhau á là ăn đi một tháng lương. Có nghĩa là cứ đưa một cuộc chơi đi chơi nào hay có gì đó là không có cái chuyện mà hai vợ chồng này mà nó cãi nhau kiểu nó
nó thiếu làm sao á. Nhưng mà vì lý do gì? Cãi nhau về là những cái điều nó cực kỳ cơ bản, ví dụ nhiều khi ghen tuông rồi hoặc là anh này thì ảnh nhiều khi bề ngoài nhìn vô người ta nhìn thấy hơi vô tâm á. Nên là em cũng thấy là hơi vô tâm. Hồi xưa thì em nghĩ là hơi vô tâm, có nghĩa là ghen nhau về những chuyện đó. Có nghĩa là giống như mình muốn cái điều này mà ảnh cứ không có nói, không có thể hiện ra ngoài. Có cái chuyện nào đại diện vui vui kể nghe chơi. Dạ thì chuyện thì nhiều lắm, tại vì hồi đó một phần là tụi em thấy là hơi khắc khẩu với nhau á, nên vợ em gần như là mỗi ngày tụi em đều giận nhau, nhưng mà chủ yếu là giận thì nó cũng mau lành, có nghĩa là giận thì xíu nói chuyện, giống như mình bận làm mà vợ em nhắn tin không trả lời, cái bắt đầu nhắn tin em thấy anh vô tâm quá. Mà có những đợt giống như vợ em là đang stress công việc hay gì đó thì mình cũng không để ý, thì mình đi cuốn theo việc mình làm. Rồi thêm nữa là vợ em phải nói là hơi quá ghen. Ghen đúng không? Dạ. Đúng rồi. Mà cô kia cổ không chịu nhận cổ ghen nha cô. Đó là em cảnh báo anh. Cô nhớ không xài chữ cô ghen vợ nha. Tuần trước. Rồi sao? Rồi thường thì mỗi lần mà giận nhau vậy đó, ai là người chủ động làm lành? Nếu mà quen giận nhau thì tính của em thì thường là nếu mà mình cũng hay xin lỗi trước, nhưng mà em chỉ xin lỗi vậy, giống như là em sẽ xin lỗi mà kiểu tới lần thứ hai thứ ba thôi thì mình cố tình làm lành thôi, mà còn lẫy nữa thì em sẽ bơ luôn. Nhưng bơ luôn thì người này sẽ cảm thấy thiếu, có bắt đầu lại dãy nảy khóc rồi làm trò làm chi để tạo chú ý, thì xong rồi hai đứa nói chuyện với nhau rồi thôi. Nói chung là tụi em giận nhau thì rất là nhiều nhưng mà là rất là mau làm lành. Cái lần mà giận nhau dài nhất là được mấy ngày? Nếu mà giận nhau ngày nhất thì chắc khoảng chỉ có chưa đến một tuần. Chồng hai đứa là quen nhau 2 năm. Vậy thì ai là người tỏ tình và ai là người đề cập cái chuyện đám cưới? Đám cưới là em. Em là người đề cập đến chuyện đám cưới ạ. Em đề cập cái ổng liền không hay là ổng còn suy nghĩ? Cũng lâu rồi nên hai vợ chồng không nhớ, nhưng mà em thấy nó rất là nhanh. Rất là nhanh và em cũng có một cái kế hoạch trước trong cái việc, tại vì mình làm hay có kế hoạch nên là thực ra trong hôn nhân em cũng có một cái kế hoạch. Tại sao em đề cập lo lắng về tuổi tác đâu, kế hoạch làm sao? Ví dụ như thực ra là em với anh này đến với nhau là từ những cái sự hiểu lầm á, có nghĩa là người ta thì hiểu lầm thì người ta chia tay nhau, còn hai vợ chồng là hiểu nhầm nhau mới tới với nhau. Cụ thể luôn là ví dụ như cái lần mà hai đứa chuẩn bị ý định là chuẩn bị tới đám cưới đám hỏi á, thì có đi ở ngoài. Ở ngoài thì mình cũng đâu có nghĩ là ổng chê mình xấu đâu, mà mình nghĩ ủa sao tự nhiên đàn ông với phụ nữ mà ở trong một cái phòng chỉ có hai chai đơn cái chiếc thôi mà không làm gì hết. Người đó là chính trực. Mình thấy họ chính trực. Em đúng rồi, em thấy ổng chính trực. Còn ổng thì ổng nghĩ là ổng dẫn em về quê á. Về quê ổng á thì thực ra là gia đình hai bên thì cũng không khá giả gì. Em về quê thì ổng nghĩ là trước giờ theo như mẹ chồng em nói là chưa bao giờ dẫn phụ nữ nào về nhà. Thì dẫn em về thì nhiều khi ảnh nghĩ là vợ mà phụ nữ thì sẽ hơi để ý vẻ ngoài này nọ. Nhưng mà em thì em cứ lao vô em nấu ăn rồi mình bắt cá mà mình kiểu ở quê ở miền Tây nữa. Em vô nó bình thường, ở này nghĩ là không, cô này cô không để ý gì hết trơn được, lao phải em hoạt động đoàn hội phong trào nên mấy cái đó thấy bình thường. Hai vợ chồng từ những cái bình thường nghĩ như vậy hiểu không, xong rồi tới với nhau sau này bắt đầu mới nói ra mới biết không phải vậy. Ủa nãy có kể cái gì mà không, để chị hỏi này, chị tò mò quá. Cái này sao tò mò? Có nghĩa là sao vậy, sao có hai đứa trong phòng mà em làm gì đó đang đó, tôi cũng định hỏi gì luôn á. Định hỏi gì đó để cho vợ em hiểu lầm em là người chủ trực ở chung phòng là ở đâu, là ở dưới nhà của em đúng không? Dạ không, cái đó là đợt đó hình như là tụi em đi chương trình của cơ quan hay sao á, là nên hai đứa ở chung phòng về trễ quá nên là phòng trọ của em thì vẫn về khuya được, chỉ có phòng trọ của vợ em là không về, không về khuya sau 10 giờ được. Nên là vợ em nói là chắc để thuê khách sạn ở, mà thuê khách sạn thì có một mình thì mình cũng sợ, nên là mình mới nói thôi để ở cùng. Thì đó thuê thì kêu thuê hai phòng thì bà này bà lại không chịu. Sợ ma. Dạ, sợ ma rồi sợ cái gì nửa đêm rồi ai vô, thì nói không sao đâu, kiểu bắt ở chung. Rồi ở chung thì ngủ trên ngủ dưới, nhưng mà xong thì cũng không, nói chung là đêm đó cũng ngủ xong bình thường. Lý do tại sao? Dạ thì vợ em nói đó. Chị đang hỏi em lý do tại sao em lại không làm ăn gì để vợ em hiểu lầm em là người chính trực. Đâu có, ý của vợ em là đó, em chê vợ em nói sao bà này xấu quá nên là đừng có nên dây vào thôi. Dạ. Là em nghĩ vậy hả? Không, ổng nói á, sau này ổng khai ra với em á, ổng nói là thực ra là hồi đó tôi thấy bà, nói chung là quen thì quen nhưng mà tôi cũng chưa có ý định kiểu là chốt chặn cuối cùng nên là tôi phải giữ. Sợ đúng không? Giữ, không phải tôi có giữ sự trong trắng của tôi. Nhưng mà trong mà với em thì em suy nghĩ ông này ông chính trực quá. Đúng rồi đó, chính mở treo miệng mèo mà mèo không ăn. Đúng rồi, đúng rồi đó. Tức là vì những cái hiểu lầm nho nhỏ đó mà họ đến với nhau đó em. Đó. Nhưng mà rõ ràng là bởi nhờ không... như vậy mà họ mới hạnh phúc. Mà tại sao hạnh phúc là nhờ lựa chọn? Chọn yêu thương, chọn hạnh phúc. Có nghĩa là tụi em tự chọn những cái mà tụi em tưởng như là sự hiểu lầm nho nhỏ như vậy á, nhưng mà đó là do em chọn, sau này mình mới biết đó là hiểu lầm thôi đúng không? Nhưng mà thành ra tất cả những chọn lựa đó đều mang lại sự hạnh phúc cho mình đúng không? Đúng không? Hay. Đó. Nhưng mà sau đó thì em đề cập cái chuyện cưới, ổng không có đồng ý liền. Vậy thì em bằng cái cách nào mà em thuyết phục ổng? Dạ, thực ra là em cũng biết là một phần là từ cái chỗ bệnh của mình á, thời điểm đó của em nó cũng hơi nặng, tại thường một năm thì bệnh của em nó sẽ trở nặng vào một cái chu kỳ, thường là chu kỳ vào mùa đông á, mùa đông là lạnh sẽ chu kỳ đỡ nặng. Dạ thì em có đề cập em nói là mình cũng, thật ra em cũng lúc đó lớn tuổi rồi nên là mong muốn là mình cũng phải an cư để lạc nghiệp kiểu vậy. Thì tuy nhiên á là
do dự lắm, do dự cho nên em lập một cái kế hoạch là tại vì em thấy anh này là người đàn ông của gia đình mà, cho nên là người ta sẽ thích kiểu một người phụ nữ mà mang lại cho họ một cái cảm giác gia đình, cho nên là nguyên tháng trước đó là ngày nào em cũng mang cơm đi làm hết, rồi sẽ nấu ăn cho ảnh. Sau khi cưới xong thì hết rồi. Một năm được nấu được vài bữa còn là anh nấu hết. Đúng không? Có nghĩa là cuối cùng giờ quay xe lại với em đúng không? Có nghĩa là em ngày nào cũng tỏ ra mình là một người nội trợ, một người phụ nữ hoàn hảo đúng không? Dạ. Nấu cơm cho anh ăn đó, còn này kia nọ cho em bị một thói quen đúng không? Dạ. Rồi sau một tháng đó là đề nghị cưới là vô liền. Dạ. Với lại thêm một cái nữa là chồng em á thì cũng hơi lo ngại một xíu là thời điểm đó thì cũng không phải ai cũng ủng hộ vợ chồng em. Ừ. Cũng nghĩ là em kiểu em hoạt động nhiều, em cao, có nghĩa là em thường xuyên cao bay xa chạy gì nhiều, đi nhiều thì cái sự mà dành vun vén cho gia đình nó không có. Nên là đúng rồi, nên là họ cũng bàn ra với cũng có một vài người bàn ra với chồng của em. Nhưng mà Phúc vì những cái lời bàn ra đó mà Phúc có bao giờ Phúc bị chao đảo đó, Phúc bị ảnh hưởng bởi những cái điều đó mà chao đảo không? Của em thì lại không, tại vì đúng như vợ em nói, tại vợ em thì là người hướng ngoại, lại hay hoạt động đoàn hội nên sẽ đi rất là nhiều và giao thiệp cũng khá là nhiều. Thì đó ở làm ở phòng em thì gọi là các anh chị đồng nghiệp thì cũng có biết vợ em nên là mọi người cũng góp ý là lưu ý, tại vì đó tính của em lúc mới vào ngân hàng thì em khá là hiền và lành tính nên là mọi người cũng góp ý, nhưng mà mọi người cũng nói rồi truyền tay nhau thì em cũng có kể cho vợ em, nhưng mà em nói là nghe thì biết vậy thôi, thì quan trọng là mình đánh giá về nhau. Còn nếu mà chính xác vì lý do kết hôn thì nó không phải em đẹp như vợ em kể đâu, tại vì một phần là vợ em có lên kế hoạch, với một phần là vợ em có sự tự ti về ngoại hình đó, nên là đợt đó hình như em nhớ không lầm là vợ em có đi coi bói thì có một người đó mới nói là em là em quen Phúc mà chỉ cưới được năm nay, còn năm nay mà Phúc không cưới em là về sau nó không bao giờ nó cưới em đâu. Sống luôn nữa. Dạ, đúng không? Càng sợ. Trời ơi, đang sợ là bữa đó là một hai bắt cưới, bây giờ có cưới không, không cưới thì chia tay, mà xong rồi tụi em nói là để anh suy nghĩ, không chịu là về khóc lóc. Rồi tối đó là hai vợ chồng hai đứa là chạy xe khắp thành phố luôn, tại vì bà này quýnh quên lên mấy lần mà giận nhau thì là hay đập đồ nữa. Rồi chạy xe rồi đòi tự tử ghê lắm, nhưng mà vì sao em biết là nó toàn là chiêu trò không mà. Trời ơi, có kế hoạch hết mà. Dạ. Trời ơi, có kế hoạch hết rồi. Bà chị chiêu trò. Cái này là làm gọi là làm thêm một cái nghề tay trái là viết kịch bản được. Em có thể làm biên tập viết kịch bản được. Dạ hồi, hồi đó có chị. Tại vì hồi đó vợ em là làm phó chủ tịch hội sinh viên và hay dựng những cái tiết chương đó. Đúng rồi chị Một ơi. Bởi vậy đó. Này này. Bởi nó nghe nè, nói chứ là mình trai tân mà đúng không Phúc? Dạ. Mình sợ chứ đúng không? Dạ. Đúng không? Nếu cô ấy có chuyện gì xảy ra thì mình hoàn toàn là người có lỗi. Dạ. Nên phải đồng ý thôi đúng không? Sao chị nhìn em dữ vậy? Chị liên tưởng. Dạ anh em đồng cảm với nha. Tự hồi nên lên trai tân chứ bộ tao không phải gái tân à. Trời ơi. Nhưng mà con trai người ta yếu đuối hơn trời. Ở đâu ra ủa trai mình yếu đuối nhìn là sao trời? Yếu đuối rồi. Gì lạ lùng vậy trời? Hả? Thì yếu đuối bởi vì mới đồng ý đúng không? Dạ đúng rồi. Đây bị dụ mà. Bị dụ. Đó. Vậy là có nghĩa là đám cưới tụi em là đứa nào tỏ tình đứa nào? Dạ. Em tỏ tình vợ hay vợ tỏ tình em? Dạ cũng không có tỏ tình, chỉ có là vợ hỏi là có cưới không, không cưới thì chia tay, nên là hai đứa thôi chốt lại là cưới. Là bây giờ hiện giờ là em chưa có cái tỏ tình với vợ bao giờ đúng không? Dạ, đúng. Mà chưa có cầu hôn luôn đúng không? Dạ. Thôi vậy? Bây giờ tính sao đi, bây giờ cái chuyện không phải, là sao bây giờ phải hỏi cưới nè. Rồi. Rồi cái vụ đám cưới rồi sao? Không có cầu hôn rồi thì rồi sao có lại cưới? Thì hai đứa chốt cưới thì sắp bầu thông báo với gia đình rồi. Cưới em... thôi. Còn cái chuyện là còn cái mà mình đang hỏi là cái giống như trong chuyện, trong các drama đó, ví dụ làm vợ anh nhé, Mary with me rồi, ví dụ không có. Dạ, không rồi là không có hề, không hề. Để chút nữa anh sẽ yêu cầu nha. Còn bây giờ mình yêu cầu cái khác đi. Bây giờ mình tới cái phần mà nó đặc sắc, đặc sập nhất đặc của chương trình Vợ Chồng Đặc Son, của Vợ Chồng Son. Đó là 4 năm ở với nhau. Vậy thì có những cái gì mà mình 5 chưa... năm đó, 5 năm rồi. 5 năm ha. Chưa hài lòng ở người bạn đời của mình và cần nói ra để cho họ thay đổi không? Hay nôm na ta gọi là tật xấu đó. Đó. Thôi vợ nói trước. À để em nói trước anh nha. Thứ nhất là chồng em hay càm ràm. Có nghĩa là mình đi làm về đã mệt rồi đúng không? Mà cứ vợ cần phải thế này, vợ cần phải thế kia rồi. Sao mà bạn không có nói vợ đâu, vợ chồng đâu, mà em hay với chồng em xưng là bà với tôi. Em mới kêu ý kiến là tại sao vợ chồng không có gọi với nhau anh em mà cứ gọi bà tôi. Trời ơi, người ta gọi nhau vợ chồng anh em, còn tôi đưa tên nó chức bà rồi, là qua cao quá rồi. Thế là cứ ý kiến với em là này vợ thế kia rồi. Nhiều khi mình đi làm về mệt lắm, mình chỉ muốn im lặng bớt để mình xong thôi. Đó là thứ nhất. Thứ hai này là hay thả bom. Thả bơm đó là tốt bụng thôi kệ nó. Đồng hồ báo thức của em á buổi sáng sớm là hương vị. Không phải là cái điện thoại mà là cái tiếng thả bom. Có nghĩa là điện thoại có độ chuông và mất mấy giờ, nhưng mà thường là em sẽ không tỉnh, nhưng mà cái tiếng thả bom nó to hơn rất nhiều so với cái đồng hồ tiếng thả bơm và mùi hương. Dạ, mùi hương thì em nghe cũng quen rồi, nhưng mà có điều là cái tiếng thả bom, cái tiếng động đó. Dạ đúng rồi. Và một cách thường xuyên, có nghĩa là sáng nào cũng đều hết. Sao em hay vậy? Có đó đáng yêu thay cho đồng hồ báo thức. Dạ, không, nó sẽ không đáng yêu khi mà ví dụ như vợ đang ngủ và chùm chanh lại. Có nghĩa là trùm chăn lại cho vợ thì cái đó là không có đáng yêu tí nào. Cố tình. Cái đó là khủng khiếp đó, đúng không? Đó là sự khủng khiếp đó. Cái đó là thật xấu đó. Dạ. Và cái thứ ba là luôn đi ngược lại những điều vợ muốn. Ví dụ như mà em muốn cái A là thường anh này anh sẽ làm ngược lại. Và em có một cái câu chuyện vui đó là hồi đó hai vợ chồng có một lần giận nhau kinh khủng khiếp luôn á.
có nghĩa là em xếp đồ em bỏ đi. Em xếp đồ mình đi, nhưng mà ý là mình chỉ tính như vậy thôi, chứ thực ra là mình lúc mà mở đóng cái cửa thì mình cũng cố gắng mình đập cái khóa thật là mạnh mạnh để ở trên lầu người ta nghe được. Thì lần một ảnh sẽ xuống ok xin lỗi vợ thế này kia rồi dỗ dành khóc lóc xong. Lần thứ hai em cũng y chang như vậy luôn, kịch bản hai thì ảnh ngủ luôn, ảnh ngủ luôn và em chờ ở ven sông cầu Trần Khánh Dư chờ tới 12:00 PM cho đến khi nào ổng cho em chừa cái tật đó đó thì bắt đầu sau này kể từ đó em không dám làm nữa. Hoặc là ví dụ như em, hồi xưa em nổi nóng thì em hay cứ luyện đồ đúng không, ok bây giờ luyện cái gì mà bể hoặc hư cái gì á là đi mua lại cái đó, làm sao em không dám nữa, có nghĩa là sẽ đi ngược lại những điều mà vợ muốn. Nhưng mà cơ bản là xấu thì xấu với ổng thôi, chứ còn với em thì cũng cải thiện em được rất là nhiều. Ngược lại những điều vợ muốn đúng không? Có khi nào em đọc được một cái câu nào đó trên mạng á, nếu mà muốn làm điều gì đó thành công á, về nhà hỏi vợ, vợ nói một đường mình làm một nẻo thì sẽ thành công. Em có đọc câu đó trên mạng không? Dạ đọc thì có, nhưng mà về cái đó châm ngôn thì em chưa xem nó làm cái đó không, anh không biết có phải châm ngôn không nữa. Cái đó mà làm thử đi rồi á, tanh bành té bẹ hết chứ ở đó mà. Dạ thì mình đúng không? Bởi vì anh bây giờ nó ông bà cái câu đó là phải đối với cái câu mà đồng chồng đồng vợ tát biển đông cũng cạn của ông bà mình đó. Đúng không? Dạ. Rồi trong mấy cái đó thì em muốn chồng thay đổi điều gì? Dạ cái chủ nhất là cái càm ràm. Bớt cái càm ràm đi. Đúng rồi, đúng rồi. Vợ phải thế này, vợ phải thế kia rồi này kia nọ. Nhưng mà chị biết sao không? Có nghĩa là tất cả mọi người bên ngoài khi mà nhìn vào vợ chồng em thì đều nghĩ là em giữ với chồng, có nghĩa là em ăn hiếp và ổng về nhà ngoại là một cái khuôn mặt. Ôi em con là bị dụ á, con là kia hết vậy á. Nhưng mà mọi người đâu có hiểu được là trong mối quan hệ của vợ chồng chị em. Chị hiểu rồi, có một là một người viết kịch bản, còn một người là thể hiện kịch bản. Hiểu không đó? Nhà hại chồng là đủ hết trơn rồi đó. Trời sao hay quá vậy? Để bữa nào chắc đặt viết kịch bản. Rồi sao? Bây giờ tới em đó. Với em thì gọi là để thay đổi thì cũng không đến nỗi là không, phải yêu cầu thay đổi, nhưng mà về tật xấu thì là nhiều. Đấy, rồi khui đi. Nếu mà xấu nhất thì em gọi là vợ em ghen, gọi là cực kỳ ghen. Tại một phần ghen là thứ nhất là về tính của vợ, thứ hai là về vợ xuất phát từ cái sự tự ti là do bệnh á, nên là từ giai đoạn quen cho tới lúc mà yêu nhau kết hôn thì vẫn là rất cực kỳ ghen. Ghen bền bỉ tới bây giờ luôn. Dạ đúng rồi. Nói chung là em nha, điện thoại là mỗi lần gặp nhau là đều mượn cớ lấy điện thoại, nói là em để em xem cái này em xem kia, do điện thoại em không có mạng hay điện thoại em hết pin nhá. Nhưng mà đầu tiên là sẽ vô kiểm tra tin nhắn trước hay gì đó là xem. Mà mình để ý là mấy lần mà ví dụ tin nhắn mới mà đến là có người xem thì gần như tin nhắn nó sẽ lên ở trang đầu là mình biết rồi, là sẽ biết rồi. Về sau mình góp ý nhiều lần thì nói là về sau không xem điện thoại nữa thì cũng không thấy xem nữa, nhưng mà đợi mình ngủ thì mới lại xem điện thoại. Rồi quá dễ sợ, cao tay lắm. Có nghĩa tới giờ có lần nào mà ghen dữ dội không? Dạ có nhiều đợt ghen rất là dữ, giống như lúc mà tụi em mới quen thì có một đợt hình như là có một bé là làm chung bạn bị tai nạn xe, thì bạn mới gọi điện cho mấy đồng nghiệp trong phòng để ra. Thì đợt đó thì gọi mấy anh chị kia lại bận nên là em mới chạy ra hỏi thăm rồi bắt đưa về nhà. Rồi về sau thì mấy anh chị đồng nghiệp mới thấy vậy thì mới hay chọc là trời con bé đó đi với 1 phút đi đâu mà thấy đầu gối đỏ nghi quá. Bắt đầu bà này về cứ vậy là ghen, tại thêm người mấy anh chị đồng nghiệp mà biết cái tính ghen á nên là người ta lại càng chọc. Dặm nắm dặm muối vô đó. Dạ, người ta cứ thêm muối là nhiều câu chuyện lắm. Rồi đó có giai đoạn là em làm trợ lý giám đốc vùng á thì tính mình cũng hơi có sự đồng cảm nên là đồng nghiệp mà nữ thì người ta là hay chia sẻ. Thì có một đợt là có chị làm về hành chính mà chỉ gọi chỉ tâm sự mà hình như là 45 phút. Là bà này bà ngồi kế bên bà nghe, mà người ta là chị đó cũng lớn tuổi là 40+ tuổi rồi, có con có chồng có con bình thường, mà chỉ người ta bức xúc rồi mình tâm sự thì mình chỉ nghe thôi, cô không nói ghen. Gì dạ vẫn ghen, xong lên đùng đùng là đập đầu rồi tự tử rồi vậy. Tại vì biết sao không, gọi điện đó mà lại gọi lúc 11-12 giờ đêm tâm sự mà thường xuyên liên tục luôn, 11-12 giờ đêm tâm sự. Và thực ra là nếu như mà mình 1-2 lần thì ok không nói, nhưng rất là nhiều lần và gọi 11-12 giờ đêm tâm sự và với tâm sự với rất nhiều người thì em nghĩ là cái này là một cái bình thường với một người phụ nữ. Ví dụ như là nếu mà bình thường ngày thường không sao đấy, cứ 11-12 giờ đêm cứ khuya tới cái giờ hai vợ chồng chuẩn bị đi ngủ để tâm chia sẻ thì lại đi tâm sự với người khác. Đúng rồi, bây giờ còn không hợp lý, cái đó là hợp lý. Mà bây giờ còn tâm sự? Dạ bây giờ thì ý là tụi em cũng tiết chế, nhưng mà lâu thì cũng có những cái nghĩa là vẫn còn lai rai đúng không? Dạ cũng có, nhưng mà lâu lâu gọi là thôi. Nói chung là vợ em ghen nhiều lắm, giống như là mình nhắn tin qua lại thôi. Cái đó là hợp lý, không có chia sẻ đồng cảm kiểu đó được. Trời đất ơi, đi làm suốt một ngày, cái giờ bắt đầu từ cái tầm 10:30 đổ đi đến về sáng là cái giờ đó là giờ vợ và chồng dành cho nhau trên mọi phương diện. Bây giờ tôi biết tại sao chú chưa có con rồi đó. Cái giờ đó là cái giờ đẹp, giờ vàng mà chú đi chú tâm sự, chú sẻ chia cái tinh hoa đầu óc của chú cho người khác thì hỏi làm sao vợ chú có kết quả được, chú trả lời đi. Thôi khắc phục bỏ luôn đi. Dạ về sau thì cũng tâm sự buổi trưa đi. Hay gì 11 giờ tối giờ mình chuyển qua tâm sự buổi trưa đi. Nhưng mà cũng không được, có nghĩa là vợ em mà biết là em nói chuyện với ai về là kiểm tra điện thoại mà thấy trên đó là có cuộc gọi với ai mà dài quá, mà thí dụ 2-3 phút thì còn đỡ, mà 5-10 phút khỏi là công việc gì đâu mà trao đổi nhiều quá, hay là đồng nghiệp hay em đi gặp đối tác hay nói chuyện hẹn đi ăn, hỏi nam hay nữ, nữ hả, nữ thì kêu tôi đi theo, ổng thôi kêu thêm đứa nào đi thì mới được nha, còn thôi thì ở nhà.
Vậy bà em giờ giải quyết làm sao chứ không lẽ để chuyện ghen này hoài. Nói tiếp đi, còn ghen còn xấu nhiều tật khác nữa. Tật xấu thứ hai là nó sẽ liên quan với cái tính càm ràm của em, là vợ em nó hơi bừa bộn. Trời, về phụ nữ mà giống như đi làm là về giống như xỉa răng hay rái tay hay là chải tóc là cứ quan tâm xỉa răng khắp nhà trên bàn, hay là về thay đồ là vắt dắt đầy cầu thang vậy đó. Vậy là không được, vậy là không được, không được. Làm Phúc là người đi thu dọn. Dạ, tụi em đi thu dọn, nhưng mà thu dọn thì em sẽ càm ràm nói là sao làm gì cứ đụng đâu bỏ đó rồi bừa bộn. Rồi có giai đoạn là em phải dùng biện pháp mạnh là thôi giờ mình đánh vào thu nhập. Là em mua một con heo. Em nói là bây giờ mỗi lần mà tôi bắt vi phạm đó là nộp cho tôi 50.000 bỏ vào ổng heo. Cuối năm khui ra để lấy tiền đó, thí dụ mình đi làm từ thiện hay là mua sắm gì đó. Xong rồi vợ em đầu tiên cũng nói tự thích ok em sẽ khắc phục, không bao giờ lấy được tiền đâu. Xong có giai đoạn là bắt được một lỗi kiểu đóng 50.000 thì không đóng. Xong rồi ngồi mỉa mai là làm kiểu làm thiếu uy tín nữa. Xong rồi bực mình đóng luôn 500.000 cho con heo. Dạ, đúng rồi, quá ngon. Em tưởng quá ngon. Để được bừa bộn 10 lần. Dạ đúng rồi, để được bừa bộn giống như đã cái tính đó. Nhưng mà qua bữa sau là mỗi con heo ra 500.000 lúc nào không hay. Dạ. Bóc ra luôn. Dạ bóc ra luôn. Trời ơi dễ sợ quá. Bây giờ nhà đã mà. Dạ. Nhà đã heo của bà mà bà muốn moi giờ nào bà moi. Bảo giờ còn bề bộn không? Dạ vẫn còn, tại một tuần sau là con heo đó mất rồi. Dạ em không biết con heo đó giờ nằm đâu luôn. Chắc đi vô lò heo rồi. Dạ. Ủa rồi còn gì nữa không? Ủa nhưng mà vậy thì tiền bạc là sao? Ai đứa nào giữ? Rồi nhắc tính toán chi ly thì sao? Nhắc cái vụ tiền bạc nữa, đó là một cái điều kiện lúc hai vợ chồng lấy nhau á. Có nghĩa là hai vợ chồng lấy nhau thì thường là mấy chị hoặc là gia đình em nói là thường là vợ sẽ là người giữ tiền. Nhưng mà tại em thì em cũng hay đi hướng ngoại bên ngoài, cho nên là khi mà lấy nhau thì em đầu tiên em đề nghị là vợ sẽ là người giữ. Nhưng mà anh ấy thì anh nói là bây giờ tiền của ai thì người đó giữ, tại vì anh cũng quen trong gia đình là anh chịu tự chủ á. Với làm ngân hàng quen. Dạ, rồi. Đúng rồi, hai vợ chồng làm cũng quen rồi. Thì ban đầu là, nhưng mà em cũng có nghe mấy anh chị hoặc là những người đi trước, những chị vợ đi trước cũng chia sẻ với em là không nên đâu em ơi, tại vì nếu mà quỹ đen nhiều á thì sẽ có những cái khoản dành cho những cái người khác mà mình không có biết. Trời đó, mình cũng phải đề phòng chứ. Nên là, nhưng mà anh rất là căng thẳng cho em. Sau đó là em đã chọn một biện pháp rất là đẹp. Ok, em sẽ đồng ý mọi điều kiện của anh. À, bây giờ tiền vẫn ăn giữ, em vẫn giữ, nhưng mà từ đó, từ ngày em cưới đến giờ thì tất cả những, không biết là có một cái gì đó, một vũ trụ gửi tín hiệu cho em hay sao á, em mặc định trong đầu là em không bao giờ trả tiền. Bên ngoài thì không nói nha, nhưng riêng đi với chồng em không bao giờ trả tiền, cho nên vũ trụ có gửi tín hiệu là ít khi mà em đi với chồng em mang theo bóp lắm. Hoặc là lúc nào cũng toàn chồng tiền. Phải trả, tức là em vẫn là xài lấn qua cái tiền của chồng, đúng không? Có nghĩa là không đụng tiền của ai cả, nhưng mà bằng một cách nào đó thì cũng là về thì em vẫn phải lấn qua. Mà tiền của em thì vẫn giữ nguyên, coi như không mẻ được, đúng không? Và chồng em mà rất vui vẻ đi đó, vui vẻ giờ cái tiền đó để làm gì nè? Theo em là cái tiền của em giữ lại được, quan điểm của em sẽ làm gì? À, thực tế thì em đang dùng cho khoản đầu tư. Dạ, đầu tư chung của hai vợ chồng thôi. Chứ cũng không có gì, không có cái gì cả. Nhưng mà có điều là nếu mà để cho chồng thì mình cũng thấy sợ là nhiều khi tứ đổ tường hay cái gì đó. Nhưng mà tới bây giờ thì em hoàn toàn yên tâm không? Dạ em vẫn hoàn toàn yên tâm, nhưng mà có điều là giống kiểu là tính mình hay quên hay sao á, nên là đi ăn thì em cũng ít khi mang tiền theo. Rồi bây giờ Phúc mong muốn vợ thay đổi điều gì? Nếu mà thay đổi thì em chỉ muốn là vợ em chăm chút thêm, tại vì do vợ em có giai đoạn là bệnh á, nên là vì bệnh nên là đâm ra kiểu hơi xây xò bề ngoài, nên là bây giờ thì có nó bệnh cũng đỡ hơn rồi, nên là chăm chút thêm. Với vợ em bây giờ cũng đi làm, đi giao thiệp nhiều á, thì mình nên cải thiện đó. Còn những cái kia chữ là những cái tính xấu thì trong em nghĩ là con người thì ai cũng có, nhưng mà nhiễm mình chấp nhận đó thì mình cái đó là cái lựa chọn của mình, mà mình cảm thấy nó hạnh phúc trong cái mối quan hệ của mình thì nghĩ nó vẫn ok. Có nghĩa là em chỉ muốn vợ em á là bây giờ phải vượt qua cái mặc cảm, cái tự ti về căn bệnh của mình, đúng không? Và bây giờ em đã bớt đi tất cả điều đó chưa? Dạ em đã 90% rồi. Dạ, bây giờ em chị nghĩ là em nên có một cái chia sẻ gì với khán giả. Dạ. Nhất là những người nào á mà có căn bệnh tương tự như mình á, để các bạn có thể có được cái tự tin giống như em bây giờ. Dạ. Thật sự là để có thể có mặt trước ống kính ngày hôm nay á thì em là phải trải qua một cái hành trình rất là khó khăn, tại vì em bị từ năm lớp 2 thì đến bây giờ. Dạ. Thì tự tử nè, rồi nhiều những cái yếu tố gọi là tiêu cực. Nhưng mà bên cạnh đó thì em rất là may mắn, thì em có ba mẹ, có gia đình, chồng, gia đình của em, những người đồng nghiệp, những người bạn đồng hành với em từ nhỏ lớn. Và em nói là có nghĩa là nói chung là em luôn có một cái câu slogan cho mình là không có gì là không thể cả. Vì khi em nói chung là mình phải tin tưởng một điều rằng là mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống này nó sẽ đến nếu như mình tin điều đó. Còn nếu mà mình thật ra là mỗi một con người sẽ có một cái góc nhìn quan góc khách quan khác nhau, mình cứ nghĩ nó tiêu cực thì mọi thứ trong cuộc sống mình nó chưa ra đánh trận là mình đã thua rồi. Còn với em là em chỉ muốn truyền tải cái năng thông điệp này cho mọi người là em là một minh chứng cho cái việc là mình đã có những cái sự thay đổi tích cực trong bệnh tật và từ trong cái suy nghĩ của mình.
để có được những như thế này thì người ta phải trải qua rất nhiều cái sự chông gai. Thì không phải ai là cứ thành công như bây giờ là để có được cái điều đó đâu, nên là mong muốn là các bạn phải cố gắng tích cực lên. Mình chỉ có là vẻ bề ngoài nó không được đẹp thôi, nhưng đã có giải pháp rồi, nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều người là đang phải chống chọi với những cái căn bệnh mà rất là khó và hiện tại chưa chữa được, như tim rồi các kiểu nữa, nên là mình phải cảm thấy may mắn và biết ơn cuộc sống này rất nhiều. Và cũng giống như em cũng chia sẻ luôn là thật sự là em rất cảm ơn chồng em và gia đình chồng. Hiện tại bây giờ là anh ấy có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng anh ấy đã lựa chọn em. Và cái quan trọng nhất là chúng em đến với nhau và cùng, đúng là cùng thời điểm, đúng là thời điểm. Và anh ấy có thể là chọn một người phụ nữ có thể dịu dàng, biết chăm lo gia đình hơn, nhưng mà anh lại chọn em. Vì anh ấy và hai vợ chồng luôn luôn cố gắng, những lúc em bị trùng chân thì anh sẽ cố lên vợ ơi, rồi anh ấy trùng chân thì vợ em sẽ đúc, có nghĩa là mình phải cùng nhau đi đứng một cái. Cho nên là hãy cố gắng và tìm ra sự lựa chọn cho chính mình nó phù hợp. Dạ. Hạnh phúc là lựa chọn. Có nghĩa là cái câu chia sẻ này của vợ thôi đó, là tối nay là có bầu đó. Thôi rồi. Dạ. Là tại vì chồng cảm thấy là chưa vợ được. Đã gọi là vượt lên được những cái mà chồng cứ cho là vợ vẫn còn đang bị mặc cảm, vẫn còn đang bị tự ti. Thì bây giờ chị chỉ khuyên em như vậy nè, để mà chứng minh cái sự gọi là cái tự tin của em á nhiều hơn nữa đối với chồng á, thì cái cường độ ghen của em bớt lại. Tại em biết sao không? Thực sự vợ chồng ai cũng vậy hết trơn á. Sống với nhau quãng đời mấy chục năm thì nó sẽ qua nhiều những cái giai đoạn, rất nhiều những cái giai đoạn của cái lứa tuổi cũng như là của cái đồ thị hình xin của tình yêu á. Thì lúc không bao giờ có một cặp nào mà có thể mà bỏ hẳn được cái giai đoạn ghen tuông hết. Lúc nào cũng sẽ là, và bây giờ em đang ở giai đoạn đó. Lý do là thứ nhất tụi em mới được lấy nhau được có 5 năm. Thứ hai là tụi em còn son, tụi em chưa có con. Thứ ba là có một số yếu tố mà để tạo nên cái sự ghen tuông của vợ em. Đó là đầu tiên là vì vợ em, như em đã cảm nhận là vợ em mặc cảm, là vợ em bị bệnh, gọi là một cái căn bệnh mà nói chung là phụ nữ người ta không có thích. Không thích cái bệnh đó bởi vì rất khó làm đẹp, đúng không? Cái thứ hai nữa lại là một cái sự mà trang hòa và ân cần quá mức của em đối với mọi người xung quanh, nhất là những bạn đồng nghiệp nữ, hoặc những chị, hoặc những em đồng nghiệp nữ. Cho nên á, ông bà mình nói á, không có khói thì sao có lửa, không có lửa sao có khói. Ý là như vậy. Thành ra bây giờ á, em muốn vợ em bớt đi cái ghen tuông đó, thì em cũng sẽ bớt đi những cái ân cần quá mức cho phép của một người đàn ông đã có vợ. Nếu em chưa có vợ, em muốn làm gì em làm. Nhưng khi đã có vợ rồi thì nhớ giùm chị, vợ em hiền á, chứ chị á là 10:30 đổ đi đấy ha. Mà ông không quan tâm tới mình mà ông cứ lo chuyện thiên hạ đâu 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 là chị mệt mỏi lắm, là chị không có để yên vậy đâu. Đúng không? Chính vì vậy mà chị có 3 đứa con đó. Em hiểu chưa? Đó, như hồi nãy vợ em cũng có chia sẻ đó, tại sao em lại không lựa chọn những cô gái khác khỏe mạnh hơn, tốt hơn, mà sao lại là lựa chọn vợ em để mà đi đến hạnh phúc ngày hôm nay. Thì trong để cho vợ hết ghen thì mình cũng phải lựa chọn. Lựa chọn thời điểm và lựa chọn những người mà chúng ta cần phải có một cái sự trao đổi với nhau phù hợp với thời gian. Thấy không? Rồi bây giờ trước khi hồi nãy chị nói sao? Tối nay có bầu liền á? Chưa đâu. Phải em còn một chữa luôn. Ủa chưa luôn hả? Trước khi chúc phải có cái điều này nè, nó mới linh nữa. Đâu cái gì? Đó là gì? Các em đến với nhau cho đến lúc mà các em cưới nhau cũng chưa có một cái sự tỏ tình. Một câu và tỏ tình cũng chưa có một cái lời cầu hôn. Vậy thì trước khi anh bắt đầu anh khai mỏ anh chúc các em có em bé thì anh muốn em, mình là đàn ông mà, đúng chưa? Anh muốn em có một cái điều gì đó bày tỏ với vợ mình. Thì nói thẳng luôn đi, lời tỏ tình tỏ đáng tình yêu đi. Tỏ tình và cầu hôn với vợ em. Lời tỏ tình đáng yêu. Đó, được không? Cái này thì em cũng chưa có sự chuẩn bị cho lắm nên là... Không sao cả. Không có gì nó qua sự tự nhiên hết em. Em nói bằng cả trái tim. Em cả đứng trái lên... tim của em với vợ em. Thực ra nó không phải là câu tỏ tình đâu. Nó chỉ là những cái lời yêu thương nhất mà em muốn dành cho vợ. Đúng rồi. Và muốn lời nhắn nhủ nhất về hạnh phúc tương lai của tụi em từ đây cho đến hết cuộc đời. Những gì em suy nghĩ trong lòng muốn nói với những cái câu ha, nắm tay nhau thật chặt, xiết tay nhau thật lớn. Hai chị em mình sẽ làm cái này đến 4 thập kỷ đó, nhưng mà đó là hai chị em mình. Còn bây giờ là em đó Phúc. Đứng lên đi, hai chồng đứng lên, hai chồng đứng lên. Trời ơi, cái sàn vợ chồng son nó linh lắm á nha. Dạ. Tỏ tình xong rồi ông mụ khai mỏ cái là dính bầu liền. Ừ, ừ. Chắc lắm. Thật ra thì anh sẽ không nói những cái lời mật ngọt với vợ, tại vì tính anh thì anh sẽ không thích hợp nói những cái điều đó. Nhưng mà chắc sống với nhau thì vợ cũng hiểu là anh rất là thương vợ, nên là vợ cứ thoải mái tự tin về những điều đó. Tại vì khi mà anh đã quyết định chọn ai, tại vì trong quá trình quen nhau thì mình đã có nhiều thử thách rồi, và khi mình đã lựa chọn thì mình sẽ tôn trọng cái lựa chọn đó, và mình đây là lựa chọn mà mình đã lựa chọn thì mình phải tôn trọng và theo nó đến cùng. Nên mong vợ cứ tin tưởng cho anh.
Ôm hôn cái coi, ôm nhau đi. Ôm hôn cái coi nè, ô trời ơi. Rồi, bây giờ bốc thăm nè. Chưa, tao bảo không có tôi chút hả? Lộn lộn, xin lỗi. Tại biết sao tôi nghĩ tới cái cước nhỏ nồi. Cước chùi nồi. Tôi nghĩ tới cái cước chùi nồi. Chút xíu nữa ha, ông này cũng chút xong ha. Mà hai đứa bốc thăm á mà chúng cái cước chùi nồi là dính luôn, là năm sau là một là cước chùi nồi, hai là chúng sửa lớp. À, chính xác. Hạnh phúc là lựa chọn ha. Mà bây giờ mình lựa chọn chương trình Vợ Chồng Son mà uống sữa lớp nữa, chắc chắn đêm nay có em bé. Rồi. Coi như hai món quà. Thôi bây giờ hôm nay nhân dịp các em đến với chương trình Vợ Chồng Son ha, anh chúc cho hai vợ chồng phúc nha, sẽ yêu thương nhau nhiều hơn, nắm tay nhau ha. À, đi đến với nhau, đi đến cùng nhau đến cuối cuộc đời này nha. Dù khó khăn, dù có như thế nào đi nữa, lúc nào cũng có đôi với nhau ha. Và chúc cho hai em qua năm sau nha, bác sĩ báo tin vui, và cuối năm sẽ xuất hiện một thành viên mới trong gia đình của các em. Nếu được một cặp luôn, được không? Một cặp nghe. Đó, một cặp tuyệt vời, đầy đủ, khỏe mạnh, thông minh, sáng suốt sẽ đến với gia đình em. Đúng rồi.